măng là một món đơn giản và ngon nha. Thịt cá chắc này quyện với từng cọng măng vàng, một món kho thấm có màu vàng cánh gián đẹp này. Ăn nó vừa giòn giòn vừa chua chua cay cay. Và đối với những cái gia đình vốn không thích cái món cá bởi vì sợ cái vị tanh ấy, thì lại càng nên thử cái món này nha quý vị. Nhờ có măng chua mà cái vị tanh của cá sẽ được át đi hoàn toàn, và có khi và chỉ có vậy thôi là khiến cho cái món nó trở nên vô cùng thơm ngon luôn rồi. Có câu là cá đổ vạ cho cơm, tức là bữa cơm mà có cá thì sẽ rất là tốn cơm. Với cái món cá nục kho măng này thì quý vị hãy cẩn thận nha, kẻo ngon quá mà ăn quá chỉ tiêu thịt bột thì lại đôi khi này cái chỉ tiêu cái kế hoạch giảm cân này lại không thực hiện được đâu quý vị. Đổ sông xuống suối ấy, đúng không? Bột cá kho thì có thể ăn được 3 bát cơm. Ăn xong thì lại hối hận bởi vì là lẽ ra phải ăn ít hơn, bởi vì là còn giảm cân nữa. Có một món ăn khác nữa này, măng tươi muối chua. Chỉ cần một lọ măng tươi muối chua này thì ăn được với rất là nhiều món, bún, miến, mì, cơm. Đặc biệt là sau khi măng được muối chua thì quý vị vẫn có thể nấu canh, xào đều rất là ngon và quý vị rất là hấp dẫn quý vị nhé. Một cái món chế biến cũng đơn giản thôi nhưng mà cũng được nhiều người ưa thích đấy, đó chính là món măng luộc quý vị. Món măng luộc này thì đơn giản nhất là chúng ta có thể làm chế biến cũng nhanh lắm. Mà cái này chỉ cần luộc măng lên, sau đó là có thể chấm cùng măng tươi luộc với lại mắm tôm này hoặc là mắm tỏi ớt, là món ăn vô cùng khoái khẩu của nhiều người luôn quý vị. Bên cạnh đó thì còn một món nữa, măng tươi nấu với sáo vịt. Ủa, nhắc đến cái món này thì lại cả một cái bầu trời tưởng thơ luôn quý vị. Vịt nấu măng là cái món ăn thường dùng trong các bữa tiệc của các gia đình hoặc là ngoài quán ăn. Tuy nhiên cái món này đôi khi dùng cơm cũng rất ngon quý vị. Đây là một trong những món mà người ta rất là hay dùng để có thể chế biến vịt nấu măng này, vịt xào măng này, vịt băm măng này, là một trong những món mà thường được chúng ta có thể chế biến cùng với măng rất là dễ chịu luôn. Hy vọng là với những cái món ăn, những cái gợi ý của chúng tôi về cái món ăn chế biến được thì từ măng thì chúng ta cũng có thể có được thêm những món ăn đặc trưng hơn thêm vào trong cái bảng ẩm thực của trong gia đình của mình. Trong cái ngày mà chúng ta đang giãn cách thế này, không biết là ăn gì hôm nay, có thể lựa chọn thêm một cái món tuyệt vời như thế có thể giúp quý vị có thêm được rất nhiều những cái điều tuyệt vời quý vị. Và bây giờ thì chúng ta trước khi quay trở lại với những phần thứ nha, thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một chút cùng với những cái giai điệu âm nhạc. Một ca khúc được yêu cầu từ quý vị thính giả qua giọng ca của Lê Con Gì Giữa Chúng Ta, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Thank you.
cách
cách bờ biển Quảng Trị, Quảng Ngãi khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 160 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 22 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc, 109,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 65 đến 90 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 108,2 độ kinh đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, tức là vùng có gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14 đến 18 độ vĩ bắc đến tây kinh tuyến 115,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 4 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 13 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc, 106,6 độ kinh đông, trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Cảnh báo gió mạnh trên đất liền từ ngày hôm nay đến sáng mai, vùng ven biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Khu vực sâu trong đất liền các tỉnh trên có gió giật cấp 7, cấp 8. Cảnh báo mưa lớn trên đất liền từ nay đến ngày 13 tháng 9 ở các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến từ 200 đến 300mm một đợt, có nơi trên 350mm một đợt. Quảng Ngãi phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt. Riêng Quảng Bình và Hà Tĩnh có mưa trên 250mm một đợt. Từ nay đến ngày 12 tháng 9, các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80mm một đợt, có nơi trên 100mm một đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Lúc này tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam có mưa rất to. Ngay trong sáng nay, lãnh đạo huyện Phước Sơn đã vận chuyển lương thực thực phẩm vào 3 xã vùng cao Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc. Đây là 3 xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai hồi cuối năm ngoái. Phóng viên Long Phi thường trú khu vực miền Trung đã có mặt tại xã vùng cao Phước Lộc để thông tin trực tiếp. Xin mời phóng viên Long Phi. Vâng, xin chào quý vị. Tỉnh Quảng Nam thì từ đêm qua đến nay thì lượng mưa rất lớn, và trưa nay thì có thể nói là tại một số điểm của huyện Phước Sơn là có lượng mưa cao nhất ở trong các địa phương tại tỉnh Quảng Nam. Và rất may là trong sáng nay thì 14 tấn lương thực đã được huyện Phước Sơn di chuyển vào những xã vùng cao. Và hiện tại thì tôi đang đi theo đoàn công tác kiểm tra công tác mưa bão tại huyện Phước Sơn, và đứng bên cạnh Long Phi lúc này là ông Hồ Công Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn. Vâng, thưa ông Điển, ông có thể chia sẻ nhanh với 14 tấn lương thực này thì có thể đảm bảo cho các xã vùng cao thời gian bao lâu, trong trường hợp xấu nhất là có thể xảy ra cô lập? Còn có thể thông tin một số thông tin cơ bản nhất đối với những ảnh hưởng của mưa bão tại Phước Sơn đến thời điểm này. Xin chào chị bão thứ năm tại địa bàn tỉnh Phước Sơn cũng như sạt lở lớn trên địa bàn ba xã Phước Sơn, Phước Thành, Phước Lộc thì cũng đã mua và vận chuyển 14 tấn gạo cho các xã Phước Sơn, Phước Thành, Phước Lộc của tỉnh Đồng Nai đã đưa đến ba xã vùng cao và đảm bảo cho nhân dân được cái đói trong vòng từ 7 tới 10 ngày. Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão thì cũng đã chỉ đạo các xã tập trung huy động mọi lực lượng
để di dời khẩn cấp các hộ có nguy cơ sạt lở ở nơi an toàn, phấn đấu hoàn thành cái việc di dời này trước 14 giờ chiều hôm nay. Ngoài ra cũng đã xây dựng các phương án bố trí phương tiện tại các vùng có nguy cơ sạt lở để khắc phục kịp thời nếu có tình huống. Hơn 108.000 người dân ở các khu vực nguy hiểm, vùng ven biển cửa sông khi bão mạnh đổ bộ, tỉnh Quảng Bình cũng ra soát lại tình hình các khu cách ly tập trung, bệnh viện giã chiến, thiết lập các phương án để đảm bảo phòng chống dịch với phương châm 4 tại chỗ. Các khu cách ly ở vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập sâu đã dự phòng phương án di dời dân đến nơi an toàn. Ông Trần Thắng, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh đã chỉ đạo từng địa phương thiết lập công khai số điện thoại để tiếp nhận thông tin cứu hộ và có các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất cho nhân dân, cho lực lượng huy động, lực lượng làm nhiệm vụ để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch cũng phải đảm bảo bốn cái đầy đủ trong phòng chống thiên tai, không để sơ suất nhà cửa là sập, tốc mái liên quan đến tính mạng của người dân, của là bệnh nhân đang điều trị. Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn gây sạt lở cuốn trôi hệ thống cống đập tràn Sê Pu tại cảng Sê Pu xã Hướng Lập huyện Hướng Hóa làm ách tắc giao thông, ngầm tràn trên tuyến đường vào thôn Tri và bản Cui xã Hướng Lập huyện Hướng Hóa bị gãy và cuốn trôi. Sáng nay tại các vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương đang giãn cách xã hội triển khai phương án tránh bão, những trường hợp buộc phải sơ tán phải đảm bảo 5K. Ông Đặng Tiến Tùy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận huyện Phú Vang cho biết, để phòng chống bão số 5, xã Phú Thuận đã lên phương án di dời các hộ dân ở vùng sung yếu, vùng sạt lở ven biển đến nơi an toàn. Rà soát trên địa bàn thì có 150 hộ khẩu, 172 khẩu nằm trong vùng thấp trũng sung yếu, ven bờ, sông Đồng để di dời. Phương án di dời chúng tôi sẽ di dời được những địa điểm lịch sử cố định như nhiều tuyến đường, trường học và nhà văn hóa của bà con. Và trước mắt chúng tôi tập trung ở cái vùng sung yếu của thôn Tân An. Sáng nay thì chúng tôi tập trung đang vận động các hộ từ 17 giờ hôm qua, tỉnh Quảng Nam cấm mọi hoạt động trên biển. Tất cả chủ tàu và ngư dân đã nhận được thông báo về diễn biến hướng đi của bão để thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và trú tránh an toàn. Còn tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, rạng sáng nay có mưa to, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 10. Hàng trăm tàu thuyền và lồng bè của ngư dân Lý Sơn đã vào nơi trú tránh an toàn. Bà Phạm Thị Hương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Lý Sơn cho biết, gió thì hiện nay là cấp 8, cấp 10. Hôm nay thì bà con thì ước thiệt hại khoảng 30% trên tổng số 300 hectare hành á. Các cái công trình nên địa bàn được đi kiểm tra thực tế vẫn ổn. Tàu thuyền và lồng bè vào qua nơi trú bão an toàn đầy đủ. Bão nó còn đi diễn biến nữa cho nên mình theo dõi xem nó còn diễn biến như thế nào. Trước diễn biến nguy hiểm của bão, hôm nay Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố chịu ảnh hưởng của bão số 5 theo dõi sát diễn biến, thông tin kịp thời đến người dân trong vùng bị ảnh hưởng trên các phương tiện thông tin công cộng. Yêu cầu các nhà mạng cần tổ chức nhắn tin ngay về tình hình diễn biến cơn bão, kiên quyết kêu gọi tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và đảm bảo an toàn tàu thuyền trong khu vực neo đậu tránh chú bão. Tổ chức lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, kiểm tra, đôn đốc tuyệt đối không để dân trên các lồng bè, chờ canh, bãi ngang, khu có nguy cơ sạt lở. Cùng với đó, tùy theo tình hình các địa phương quyết định cấm biển, tổ chức xét nghiệm xác định F0, F1, đảm bảo an toàn các điều kiện cách ly, các điều kiện 5K, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo vệ công trình đê biển, hồ chứa, xả lũ an toàn, kết hợp tích nước các hồ còn thiếu nước, rà soát các dự án điện, đặc biệt các dự án điện gió. Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Gia Lai do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và dông lốc sét từ ngày 7 đến ngày 9 đã làm một người chết do lũ cuốn trôi khi đi qua suối tại tỉnh Gia Lai. Sau 2 ngày được cho là mất tích thì đến sáng nay Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã liên lạc được với 3 chủ tàu cùng 23 ngư dân. Hiện các tàu này đã và đang vào nơi tránh trú an toàn, tin cho biết. Trước đó, một tàu cá đang đánh bắt cá tại khu vực vịnh Bắc Bộ gần đảo Bạch Long Vĩ và 2 tàu đang hoạt động ở vùng biển Hà Tĩnh thì bị mất liên lạc. Trước tình hình cơn bão số 5 đang mạnh lên đến cấp 12 và áp sát đất liền, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Hà Tĩnh và gia đình chủ tàu xác minh thông tin, thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ quan trắc tìm kiếm thông tin 3 tàu cá này. Đến sáng nay, các thuyền trưởng của 3 phương tiện này đã liên lạc được đất liền, trong đó một tàu đã vào đảo Bạch Long Vĩ, 2 tàu còn lại đang trên đường từ Nghệ An về Thanh Hóa để tránh trú bão. Các tàu bị mất liên lạc là do hỏng thiết bị giám sát hành trình và vào khu vực mất sóng. Thưa
19 chủ trì họp ban chỉ đạo để kiểm điểm công tác phòng chống dịch trong tuần qua, đồng thời đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự họp tại đầu cầu các tỉnh thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Kiên Giang có các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các ngành đơn vị liên quan. Phóng viên Vũ Quyên đưa tin. Theo báo cáo của ban chỉ đạo, tỷ lệ mắc mới COVID-19 tại cộng đồng trong tuần qua đã giảm so với tuần trước tại một số địa phương có số ca mắc cao như Đà Nẵng, Bình Dương, Long An. Số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc giảm 30%, trong đó thành phố Hồ Chí Minh giảm 30%, Đồng Nai giảm 50%. Trong số 23 tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội, có 8 địa phương đang kiểm soát tốt dịch bệnh. 12 địa phương đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch. Đáng chú ý, có 3 địa phương cần tiếp tục nỗ lực triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch để có thể thực hiện các tiêu chí kiểm soát dịch là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Kiên Giang. Số lượng vaccine đã có các thỏa thuận, hợp đồng và cam kết tài trợ với tổng số gần 160 triệu liều. Hiện số lượng vaccine đã nhận là hơn 34 triệu liều, đã thực hiện tiêm được 27 triệu liều. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng hơn 103 triệu liều vaccine về Việt Nam. Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo tình hình dịch bệnh của địa phương mình, đặc biệt là tại tỉnh Kiên Giang, từ một tỉnh xanh đang có nguy cơ chuyển đỏ. Thủ tướng rất lo ngại vì tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp tại đây và yêu cầu lãnh đạo tỉnh Kiên Giang báo cáo thẳng vào trọng tâm, không được vòng vo, nói rõ số ca mắc trong cộng đồng. Dạ, báo cáo với Thủ tướng. COVID-19 và phải triển khai khẩn trương, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tại cuộc họp, Thủ tướng đánh giá công tác phòng chống dịch thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, các nhiệm vụ giải pháp phù hợp, đúng hướng. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế như ở một số xã phường, thị trấn chưa quán triệt hết quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nhất là việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở, việc giãn cách chưa thực hiện triệt để ở một số địa phương, có nơi, có lúc vượt qua. Chưa sử dụng triệt để và thống nhất các giải pháp công nghệ gây bất tiện cho người dân, tập trung đông người. Công tác kiểm tra giám sát chưa được coi trọng ở các cấp, nóng vội trong việc nới lỏng các yêu cầu giãn cách khi chưa thực sự kiểm soát được dịch bệnh và chưa đạt độ bao phủ vaccine cần thiết. Để đạt được mục tiêu đã đề ra trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp sau: tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch, tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có các mô hình hay, cách làm tốt trong phòng chống dịch, tránh hai khuynh hướng lơ là, mất cảnh giác khi phòng chống dịch mới đạt được kết quả ban đầu và khi đã giãn cách trong thời gian dài, và hai là chủ quan nóng vội muốn mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch ngay tại xã phường thị trấn. Khi thực hiện, xã phường thị trấn phải thật sự là pháo đài, người dân phải thật sự là chiến sĩ, người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, rà soát và đánh giá các việc triển khai nghị quyết số 68 của Chính phủ. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội tham gia đóng góp cho công tác chăm lo an sinh xã hội, đồng thời triển khai tốt nhiệm vụ năm học
chế xuất, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, chính thức công bố và triển khai công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong phòng chống dịch COVID-19, kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu hiện có, đảm bảo một ứng dụng thuận tiện cho người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế hoàn thiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch trong tình hình mới, tập trung vào vaccine, xét nghiệm và điều trị, tập trung nâng cao năng lực hệ thống đáp ứng trở lại trạng thái bình thường mới vào năm tới, chủ trì xây dựng hướng dẫn triển khai các biện pháp nới lỏng và khôi phục các hoạt động theo yêu cầu và nguyên tắc mở cửa có lộ trình, từng bước có kiểm soát và liên tục đánh giá để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, tiếp tục chuyến thăm Phần Lan, chiều qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp thị trưởng thành phố Salo, ông Tero Isian, cùng đại diện các trường đại học và các doanh nghiệp của thành phố. Tin của phóng viên Lê Việt. Salo là một thành phố của Phần Lan với thế mạnh lâu đời về công nghệ cao, giáo dục đào tạo và cơ khí chế tạo, đồng thời đánh giá cao hiệu quả hợp tác của Phần Lan nói chung và của thành phố Salo nói riêng với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục và đào tạo. Hiện nay, trường Đại học Tokyo đang có hàng trăm sinh viên Việt Nam theo học, cho rằng Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển và có nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư. Thị trường thành phố Salo mong muốn được mở rộng hơn nữa hợp tác giữa hai bên, nhất là trong những lĩnh vực đổi mới sáng tạo, quản trị kinh doanh, đào tạo đại học, sau đại học và chăm sóc sức khỏe từ xa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam muốn phát triển hợp tác giáo dục và các nhà đầu tư của Phần Lan sang làm ăn của Việt Nam. Mong muốn chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại thành phố Salo. Chiều cùng ngày tại thủ đô Helsinki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp một số doanh nghiệp quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Tiếp tỷ phú Peter Vetterbakka, chủ tịch kiêm người sáng lập Phoenix Future, một tổ chức chuyên về các dự án giáo dục và khởi nghiệp có trụ sở tại Espoo, Phần Lan. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Việt Nam coi trọng khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, bày tỏ mong muốn chủ tịch kiêm người sáng lập của Phoenix Future hỗ trợ quá trình này. Ông Peter Vetterbakka cho biết tại Phần Lan, chương trình đào tạo về khởi nghiệp được thực hiện ngay từ lứa tuổi mẫu giáo lên tới học sinh các cấp học phổ thông và đại học, để thế hệ trẻ có tư duy về kinh doanh, doanh nghiệp từ rất sớm. Đây là kinh nghiệm Phần Lan có thể chia sẻ với Việt Nam để giúp thúc đẩy lĩnh vực này, bởi giáo dục chính là nền tảng để có thể thành công. Tiếp, lãnh đạo tập đoàn Givian của Đức đang có chương trình hợp tác với TNT về hợp tác mua thiết bị và chuyển giao công nghệ sản xuất tại Việt Nam, thiết bị test nhanh COVID-19 với nguyên liệu thiết bị dây chuyền bằng công nghệ của Đức với giá thành hợp lý. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ủng hộ chiến lược kinh doanh đầu tư của công ty tại Việt Nam, trong đó có cả bán, chuyển giao công nghệ, hợp tác với đối tác sản xuất tại Việt Nam, thiết bị y tế, phòng chống dịch để kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch hiện nay. Gặp đại diện tập đoàn NG Biotech của Pháp, lãnh đạo tập đoàn này cho biết đang cùng với đối tác xây dựng nhà máy sản xuất kit xét nghiệm nhanh tại Việt Nam. Với công nghệ hiện đại và được sản xuất tại Việt Nam nên giá thành các bộ kit xét nghiệm sẽ giảm, từ đây có thể giúp Việt Nam chủ động được nguồn kit xét nghiệm trong nước và góp phần giảm tải chi phí phòng chống dịch. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Theo tin của phóng viên Huy Nam, đến nay thành phố Hà Nội đã tiêm được trên 3.400.000 mũi vaccine cho người dân, tương đương với hơn 51% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm chủng. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, thành phố tiêm được 361.000 mũi, mức cao kỷ lục và tăng hơn 100.000 mũi so với những ngày trước đó. Những ngày này, để đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm tiêm chủng ngoài lực lượng y tế trên địa bàn, thành phố Hà Nội cũng đã nhận được sự tiếp sức chiêu đường của gần 3.400 bác sĩ từ 11 tỉnh thành phố như Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, v.v. Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để kiểm soát lưu thông, giúp thuận lợi hơn cho người dân và vừa đảm bảo được yêu cầu phòng chống dịch. Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết như vậy trong cuộc họp báo mới đây. Tin của phóng viên Vũ Hường. Ông Lê Mạnh Hà cho biết việc kiểm soát nguồn hàng hóa, trong đó có cả ma túy, hàng cấm, hàng giả, công an thành phố đã xây dựng kế hoạch phương án thực hiện kiểm tra kiểm soát. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm soát có những quy định về kiểm soát xe luồng xanh, việc kiểm soát kiểm tra trong xe chỉ thực hiện được ở điểm dừng, không kiểm soát khi xe trên tuyến đường, nên một số đối tượng lợi dụng xe ưu tiên để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai nhiều biện pháp nắm tình hình kết hợp với việc kiểm tra kiểm soát để xử lý vi phạm. Thời gian qua, đơn vị này cũng nỗ lực xử lý nhiều trường hợp xe rút bóng, xe cứu thương, xe nghĩa tình vận chuyển ma túy với số lượng
thời gian dài. Lắp được 108 camera quét mã QR code tại 111 nút, cùng với việc cập nhật dữ liệu thông tin giấy đi đường, thông tin người mắc COVID-19 và khỏi bệnh, người tiêm vaccine, hướng tới mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Việc mà cập nhật đi đường nó là cái giải pháp tình thế và nó cần thiết để đạt được cái mục tiêu quản lý giãn cách xã hội trong thời gian vừa qua. Còn về căn cứ lâu dài, công an phố cùng các lực lượng chức năng các sở ngành mục tiêu hướng tới đó là chúng ta đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để chúng ta kiểm soát lưu thông an toàn gắn với cái giãn cách xã hội và phục vụ phát triển kinh tế. Thưa quý vị, tổ đồ sơ sinh không đồng, một cách làm sáng tạo ở tỉnh Bình Dương đã đến với thai phụ khó khăn ở địa phương. Tin của phóng viên Thiên Lý. Tổ đồ sơ sinh không đồng do chị Lê Phương Nga, người dân ở phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương khởi xướng. Theo dõi mạng xã hội, chị Nga thấy rất nhiều chị em phụ nữ kêu cứu vì mất việc làm, điều kiện kinh tế khó khăn, cộng với việc đang nằm trong vùng phong tỏa nên không thể chuẩn bị đồ để đi sinh. Trước thực tế đó, Nga cùng các chị em phụ nữ xây dựng chương trình tổ đồ sơ sinh không đồng, tặng túi đi sinh cho các mẹ bầu. Nhóm hoạt động theo tinh thần tự nguyện, tận dụng nguồn quần áo, đồ dùng cũ của các mẹ bỉm sữa trao tặng, giặt sạch, soạn thành một túi đi sinh cơ bản nhất gồm quần áo, nón, vớ, khăn cho bé đủ dùng trong 2 tuần sau sinh. Còn tã sữa thì nhóm vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Chị Thanh Nga cho biết nhóm đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ tặng 100 túi đi sinh cho các mẹ bầu. Cái lịch bài ở trong cái vùng đỏ chúng ta có được ra chốt cái tủ đồ đó, nếu mà được chắc là có nhiều cái đồng ói hơn ở các quần ở nội các xã phường á, thì các chị bầu chỉ tới họ phường đó lấy thì nó dễ hơn là đi lang thang ở ngoài để lấy. Đến nay, sau một tháng hoạt động, chương trình đã hỗ trợ túi đi sinh cho hơn 60 mẹ bầu tại các địa phương trong tỉnh. Đó là các mẹ bầu khó khăn, đơn thân, gọi trực tiếp cho các thành viên trong nhóm hoặc thông qua danh sách do tổng đài 1022 tỉnh Bình Dương giới thiệu. Theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh năm 1949, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào rạng sáng nay tại nhà riêng ở đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ được thông báo sau. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban